Xin chào các bác, chào mừng các bác đến với shop bên công Nhật bãi của em. Chúc các bác ngày mới thật là tốt lành. Cho em xin lỗi các bác nhé, 2-3 hôm nay thì em không có ra clip được. Lý do là bên Nhật nó đang nghỉ lễ Obon cơ nhé. Ở Nhật thì nó có cái lễ tuần lễ vàng tháng 5 và Obon của tháng 8, là mỗi một cái tuần lễ nó nghỉ từ 5 ngày đến một tuần, tùy tùy người nhé. Người Việt Nam mình sẽ nghỉ khoảng tầm tuần, người Nhật thì hơn một chút nữa thì phải. Thì em không về được hàng, thì hôm nay thì vẫn chưa có hàng mới nên là em lên cho bác một ít cần cũ nhá. Còn nếu các bác nào mà xem clip của em ngày hôm nay mà chưa ưng cây nào ấy thì các bác để ngày mai có hàng mới về cho bác nhá. Để các bác xem clip của em ngày hôm nay ưng cây nào thì báo cho em. Số điện thoại chốt hàng của em là 0326 267 369, em để trên góc màn hình có nhá. Đấy, lúc nào để góc màn hình này, các bác xem ưng cây nào gọi điện cho em trực tiếp để chốt là nhanh nhất, xong đấy trực tiếp gọi qua Zalo, nhắn qua tin số điện thoại hoặc nhắn tin qua Zalo. Đấy là bốn phương thức để các bác chốt hàng của bên em. Ok, đầu tiên thì em sẽ vào cần số 1 nhá. Cần số 1 này sẽ làm chiếc cần có tên là Long Sút, dài 5m3, độ cứng là cứng 35 chuẩn của Daiwa. Con này được sản xuất tại China, xuất Nhật các nhá. Con này các bác mà không biết về cần dòng này thì các bác phải lên mạng nhá. Chị Google bây giờ chị biết tuốt là chị sẽ cho bác được cái giá mới cộng với cả cái giá thị trường. Giá thì có giá mới sản xuất và giá dùng rồi. Thì các bác lên tìm hiểu và cân đối giá nhá. Còn giá đây của em thì các bác cứ xem clip của em, xem không mất gì cả. Đấy, ưng người nào hợp giá mua, đắt quá thôi. Đấy, còn em bán đây thì em bán khá nhiều cần rồi nên giá cả của em gần như là giá cả cân đối thị trường hoặc là rẻ hơn một chút. Nhiều anh em còn mua về bán lại cơ mà, nên là các bác biết đấy, nên là ok nhá. Em vào mã số 1 này. Con đầu tiên là dài 5m3, cứng 35. Đây là một chiếc cần của Long Sút, được sản xuất tại China, hãng là hãng Daiwa. Đấy, made in China, xuất Nhật các nhá. Đấy, dài 15m3, cứng 35, chuẩn 35 của Daiwa nhá, cực kỳ cứng. Đấy, các bác nào mà thích đánh cần dài mà cứng mà đánh con này em vẩy rồi, độ lẩy giật cực mạnh, giật cực tốt các nhá. Đấy, con này thì được trang bị dàn khoen là khoen điên, à khoen đen. Khoen đen. À, khoen Fuji loại sứ xám. Thân màu đen. Và con này thì phôi còn rất đẹp các nhá. Bản cứng 35 mà 5m này cũng rất hiếm các nhá. Cực kỳ hiếm, nó thực sự là hiếm và độ lẩy rất tốt nhá. Con này thì có định vị nóng cho các bác nhá. Đấy, định vị nóng là cái này. Đấy, zone portion này là định vị nóng nhá, định vị nóng này. Ngọn và nóng kế thì không có, cái mấy nóng to thì có nhá. Đấy, một chiếc cần của Daiwa 5m3, đọt độ cứng 35. Cân nặng và giá cho bác này. Con này nặng là 580 g nhá. Cần nặng thì phải nặng đâu, 4,5 m mà cứng 35 nó đã nặng khoảng tầm gần 500 g rồi. Ngọn là 2.85 ly, có giá là 3.400.000. Một chiếc cần Long Sút. Rồi, cây số 2. Cây số 2 thông số đẹp nhé, hôm nay toàn thông số cứng và cao và đẹp cho các bác nhé. Đây là một chiếc cần Sút chữ đỏ, một chiếc cần Sút của hãng Daiwa China, xuất Nhật, 4m25, cứng 33, cứng BX. Đấy, ngoại hình con này đẹp 90-95%, sợ hơn đấy ạ. Con này rất đẹp, phôi rất đẹp. Đấy, phôi con này rất đẹp nhá. Con này là có định vị khuyên, con kia cũng có định vị khuyên nhá. Đấy, khuyên Fuji nó sứ xám. Đấy, con này thì quá đẹp rồi, con này bán rất là nhiều lần rồi. 2.400.000 con này có nhá, cân nặng này 490 g có nhá. Đấy, 4m25 nó đã 490 g rồi. Khi nhà cái con kia nó dài hơn, nó dài hơn khi nhà nó sẽ nặng hơn một chút xíu. 288 g, mã số 2, 2.4. Sang mã số 3 nhá. Số 3 cũng là một chiếc cần của China, xuất Nhật. Nhưng con này là con của dòng Extra, dòng đời mới. Bát là bát Fuji đời mới, khoen là khoen Fuji phiên đen. Cần mới tinh, có thể nói là chưa dùng, 99% mới các bác nhá. Độ cứng cũng cực kỳ đẹp, 4m25, cứng 33. Cũng made in China, xuất Nhật các nhá. Các bác có thể lên mạng tìm hiểu giá mới của con này nhá. Con này thì sẽ ngon hơn con này khá nhiều. Đấy, phôi sẽ là màu trắng, trắng trong, cực kỳ đẹp. Trắng này là con ngấn ngọc trai các nhá, con nhấn kim tuyến. Ngọn là có định vị khuyên, khuyên Fuji, ngoại hình đẹp long lanh. Đấy, con này thì không chê gì đâu nhá. Con này ngắm lại đấy các bác là 3.400.000 các nhá, mã số 3. Đấy, tiền nào của đấy đâu. Ưng giá nào chơi cả đấy đấy. Nặng là 493 g.
Gọn là 2.78 đi. Mã số 3, 3.4. Mã số 4 này, hôm nay tầng cần VIP rồi, hôm nay nên cho bác tầng cần đẹp thôi. Mã số 4 sẽ làm trước cần của LFT. Ở LFT thì dòng này nó sẽ là dòng acid. Đấy, dòng này cũng khá đắt các bác nhé. Một chiếc cần 36 thì nó khoảng đã hơn gần 2 triệu rồi. Con này sẽ được trang bị vân hai da nhé. Vân là vân lỗi luôn đấy. Vân lỗi xuyên qua lớp sơn luôn con này. Đấy, nó nổi vân trên mặt luôn. Dòng này phôi rất dày và cứng luôn nhá. Thân khá là vừa tay. Đấy, thân dòng này sẽ nhỉnh hơn những dòng sút Pro này một tí tí. Đấy, vừa tay cầm hơn, chắc chắn hơn. Thông số cũng rất là đẹp nhá, 4m20 cứng 30. Dòng LFP thì trước giờ nó vẫn cứ đắt các nhá, vì nó là vân hai da. Đấy, vân hai da lên tận ngọn các nhá. Đấy, dòng này thì không có định vị khuyên, cũng không có định vị lóng. Chủ yếu này là cốt được bộ phôi. Phôi rất tốt. Đấy, 4m20 cứng 30, mã số 4 cân nặng 450g. Đấy, LFP giờ cũng nhẹ, khá nhẹ nhá. Ngọn là 2.74 ly, có giá là 2.700k, mã số 4. Sang cái số 5 này. Số 5 cũng làm trước cần VIP nhá. Số 5 làm trước cần của dòng ProSuit. Con này thì được sản xuất tại Nhật. Dòng là dòng Shimano. Chất liệu carbon là filler carbon. Filler, filer gì đấy, tùy mỗi người đọc một kiểu, đó là filler carbon. Đọc là filer carbon. Đấy, ProSuit 4m25 cứng CX, cứng 30. Con này vân hai da có nhá. Đấy, con này vân hai da. Con này con acid ấy, thì con acid này thì phôi nhiều người thích. Còn con này cũng rất nhiều người ok nhá. Con này thì nó hơn hẳn con acid này một chút, là nó hơn bộ khuyên. Còn phôi thì gãy ra tương tự nhau thôi. Vì dòng phôi của Shimano với phôi LT nó tương tự nhau. Con này thì vân là vân chéo. Đấy, con này thì bên trong bụng có xước không nhá. Con này thì có xước này. Có xước một chút chỗ này thôi, còn không hiểu gì nhá. Cái này do câu nhiều, cần nào mà càng tốt thì cần đấy câu càng lâu nhá, mà càng lâu thì càng xước. Đấy, vân hai da nhá, con này vân hai da nhìn sẽ đẹp mắt hơn. Đấy, vân là vân tận ngọn luôn nhá. Định vị khuyên, định vị lóng đầy đủ. Con này thì phun chức năng. Đấy, con này có xước xác hơn, thế là lấy các bác giá là 2.700k bằng con NFT nhá, vì nó có hơi có xước một chút xíu. Cân nặng là 440g. Ngọn là 2.67 ly. Mã số 5, 2.7. Mã số 6 đây, cái con này là con thông dụng và giá tầm trung. Giá nó ở tầm giữa này, không cao và không thấp. Ở đây làm trước cần 4m25, cứng DX cơ nhá. Đấy. Shimano thì có ABCD. Còn Daiwa thì là từ 20 đến 35. Đấy, các bác nào mà mua BX thì chắc chắn là các bác phải chọn C. Còn các bác là thông trung 30-33 của Daiwa. Đây một chiếc cần sản xuất từ Indonesia, 4m25 cứng DX, ngoại hình còn rất đẹp. Ở ngày xưa thì thời điểm mới bán thì bán chiếc cần như này thật sự là không dám bán vì giá đó. Và bây giờ thì nhu cầu của anh em cũng cao lên, một số em cũng lưng cái tầm cần lên. Còn cần đắt nữa cũng có, như spin mười mấy triệu cũng có, nhưng mà nó đắt quá khó bán nên là em cũng lười lấy lại đấy. Đấy quá nhá, một chiếc cần sút leader, con này có định vị lóng, định vị khuyên, hai cái đồng đầu. Dòng này thì bán nhiều rồi, 1.900k, mã số 10, số 6. Cân nặng này, con này còn rất đẹp, 435g, gọi là 2.53 đi. Đấy, tiếp theo sang cây số 7 này. Số 7 cũng làm chưa cần hàng hiếm nhé. Hàng này phải nói là cực kỳ hiếm nhé, không có đâu, rất ít. Đây làm chiếc cần của Shimano, chất liệu carbon là filer carbon, dài 4m1, zoom được 4m8, cứng là 30, cứng CX của dòng ProSuit nhé, sản xuất tại Nhật, dòng là dòng X-Zoom. Đấy, con này là có định vị lóng cho bác này. Đấy, các bác kéo cần ra, các bác cứ đồng trục cái vạch này với cái vạch này là sẽ được thẳng nhá. Đều nhá. Cần thì bên trong bụng này sẽ hơi xước một chút xíu các này. Đấy, mặt này hơi xước nhẹ, còn mặt này thì đẹp. Tất cả các dòng cần mà đã được sử dụng thì cái phần bụng này sẽ xước một chút, do là nó sẽ, đây là cái thanh này nó sẽ thẳng dưới này. Thì chúng ta kéo này,
thì hai cái phần bụng nó sẽ tiếp giáp nhau, nó sẽ hơi sước nhẹ trong bụng đó nha. Còn dùng sước này thì không ảnh hưởng gì cả, dùng cũ thì hơi xấu hơn một chút xíu thôi. Đấy. Đấy quá nha. Định vị lóng, định vị khuyên, con này là có tổng cộng là ba chiếc định vị lóng, à định vị khuyên, ở đây có định vị khuyên các bạn này. Đấy, cái lóng thứ ba định vị khuyên này, hai lóng ngọn là định vị khuyên này. Đấy. Dòng này thì rất cứng, rất thanh. Đấy, con này thì có bao zin các bạn nhé, có bao đựng zin. Đây, bao zin nữa nhá, bao zin của Prosuit Exum nữa nhá. Đấy, Prosuit Exum. Cộng với cả con này nó sẽ được tặng thêm một chiếc ngọn nhá. Ngọn zin của nó. Đấy. Chiếc ngọn này là có định vị khuyên này. Đấy. Con này là có hai ngọn. Đấy, em chưa gặp chiếc cần sút nào được tặng ngọn, nhưng mà con này em lấy về là có ngọn nhá, ngọn rời phụ nhá. Chiếc ngọn này là có người đang trả 400.000. Đấy, các bác nào mua chiếc cần này quên chưa báo giá nhỉ. Con này 3.800.000. 38 mà trừ đi 4 cho còn 3.4 thôi. Cân nặng này 520 g. Ngọn 2.5 ni các nhá. Mã số 7. Đây. Mã số 7 này. Mã số 8 này, đây chiếc cần sút cuối cùng của ngày hôm nay. Cần sút ngày hôm nay cũng là chiếc cuối cùng, là chiếc cần VIP nhất nhá. Chiếc cuối cùng ngày hôm nay làm chiếc cần của Olympic. Bản này là bản khá là VIP đấy các nhá. Con này là bát Stelit. Bát này bát đầy đầu, thép chống dỉ các bác, để tẹt ten ten không giờ han nhá. Đây gọi là bát Stelit. Chất liệu con này là chất liệu thép chống dỉ. Tất cả các bát Stelit thép chống dỉ nhá, không giờ han luôn. Các bác nén không ào 1 năm sau nhấc lên vẫn sáng bóng. Đấy, cây này làm chiếc cần của Olympic, có chiều dài 4m25, cứng 35 có nhá, cứng tương đương AX. Ở đây làm chiếc cần của Olympic. Vân là vân hai da, vân này vân rất hiếm nhá, bản vân này rất là khó kiếm quá nhá. Vân nó sẽ chia làm một lớp vân to cộng với cả một lớp vân nhỏ quện vào nhau. Hai đầu nó có bo. Có bo cái chỉ nhỏ này, đấy cái vân này carbon nó nổi lên kiểu da cường ấy. Nhìn rất là đẹp quá nhá. Đấy, con này thì dòng bản này thì nó không có định vị khuyên. Đấy, nó sẽ có vân hai da từ đầu đến cuối rồi, ngọn cũng hai da này, con này ngoại hình còn rất đẹp quá nhá. Đấy. Còn rất đẹp. Một chiếc cần AX. Hôm trước về được chiếc Spin ở đâu? T-Win bán 5.7. Con này AX nhưng bản này thì nó không đắt bằng dòng T-Win nhá. Con này Olympic bây giờ nó cũng rẻ hơn. Đấy, con này là khoen xích có nhá. Đẹp long lanh. Rồi cân nặng và giá cho bác này, 4m25 cứng 35. Nặng là 460 g. Dòng này khá nhẹ nhá. Ngọn là 3.18 ly, rồi có giá là 4.300.000 đó nha. Tiếp theo sang cây số 9. Ở số 9 làm chiếc cần lăng xê. Con này làm chiếc cần nội địa có nhá. Nội địa Hàn Quốc nhỉ. À con này là Hàn Quốc ạ. Một chiếc quần sản xuất tại Hàn Quốc. Trông con này hơi xấu nhỉ. Nhưng cái này em không biết lấy về nó vậy hay nó nguyên bản thôi. Nó thế thôi em ạ. Con này có chiều dài 3m3 cứng 30. Phôi là phôi carbon. Đẹp. Khuyên Fuji. À con này cái đầu bu ở trên đầu nó hơi chắc người ta hơi quấn một chút chỉ ở đây thôi nhá. Cái quấn chỉ này cũng được, nó không sao, hơi xấu tí thôi chứ còn bung thì không bung nữa. Quấn chỉ này cực kỳ chắc, các bác làm mà muốn hạn chế cái đầu bu của mình nó bị tét ngọn ấy, các bác quấn nhỏ keo 52 mà. Đấy. Như kiểu Nhật nó làm luôn. Đấy, con này thì 3m3 cũng 30, con này nếu bác 600k thôi nhá. Dòng lăng xê bây giờ đắt lắm, hở ra là không có luôn ấy. Nặng là 270 g, ngọn là 2 ly. Đấy, mã 9 600.000, mã 10 500.000, mã 10 làm chiếc cần của Ruby, dài 3m, cứng 15, dòng là dòng sút lỡ. Đấy, quen bát Fuji, chất liệu carbon. Con này thì em bán quá nhiều nên là không có gì phải soi nhá, nguyên bản hết không lỗi làm gì. Mã 10 500, cân nặng này 160 g luôn. Đấy, 160 g. Ngọn là 1.75 ly, 500k. Đây, tiếp theo mã 11 làm chiếc cần của Nhật Bản các nhá. Đây là chiếc cần Made in Japan. Con này được sản xuất tại Nhật. Đây, những đồ là ở Nhật thì những chiếc cần hai khúc nó sẽ có cái đít này mà nó sẽ ghi chữ Japan đấy các nhá. Có nhìn rõ không ạ? Of Japan. Đấy.
Ở đây làm trước cần để các bác câu biển có chiều dài là 3 mét. Độ cứng con này nó tương đương khoảng tầm để bóc ra nha. Đây là một chiếc cần của Alpha Taco nhá, Alpha Taco đời mới dòng rẻ tiền, bây giờ thì sản xuất tại Hàn Quốc nhiều. Còn bản Alpha Taco đời đầu là của Nhật các nhá. Những chiếc cần này, chiếc cần cũng khá là lâu rồi đấy. Ngoại hình còn rất mới. Dòng này là dòng dòng thân mềm các nhá. Đấy, ngọn nó sẽ hơi cong cong này một xíu, gốc thì khá cứng. Con này cứng khoảng tầm 80 của dòng hai khúc, khoen là khoen Fuji loại xúc xích, dài 3 mét để bác câu cá biển nhá. Đấy có hình con cá luôn này, cá này không biết nó là cá gì, đầu bu bạo lực này. Đấy, xích đẹp long lanh, có thể nói gần như là mới tinh chưa dùng. Cân nặng và giá cho bác con này nhá, cân nặng là 460 g, ngọn là 2.7 ly, 1.200.000 con này. Ôi nhỉ, cái tem dán dán chữ rồi, ôi em bóc sao mất rồi. Mã số 11 1200, 1.200.000 con này các nhé. Hôm trước có một con đẹp hơn nữa nhưng 1.400.000 bán rồi, to hơn, cứng hơn một tí. Rồi sang cây số 12, 12 làm chiếc cần Hechi. Đây là chiếc cần Hechi của dòng LFT các bác nhá. Có chiều dài là 2m1, cứng là cứng 30. Khoen là khoen Fuji loại xứ xám, vân là vân hai da, vân hai da là cả gốc cả ngọn các bác nhá. Chiếc cần Hechi. Con này ngày mai lấy bác 700k này, nhanh chuyến. Đấy, Hechi nhá. Không có làm gì, dòng LFT này không gì soi đâu. Cân nặng và giá, à, cân nặng cho bác này. Ngọn là 1.6 ly nhá. Ngọn là nặng 140 g. Rồi sang cây cuối, cây cuối là cây mã số 13. 13 đây là một chiếc cần ISO hạ tay. Đây là một chiếc cần có thể em gặp nó là chiếc cần gần như là đắt nhất của Shimano hiện tại giờ anh em đang săn. Dòng này thì sản xuất lâu rồi chứ không phải mới. Chất liệu của này là Super File Metal. Chất liệu là metal đó nhá. Cái này nó thuộc dòng kim loại, cái trắng trắng này này là metal các bạn này. Chất liệu metal. Nó quấn nó làm vân hai da cho chiếc cần. Đây là chiếc cần có chiều dài là 5m3, đọt 1.5. Con này độ cứng tương đương tầm 5H. Cho bác bo cá khoảng tầm 5 kg đổ về. Đi câu dịch vụ thoải mái luôn. Bo cực lỗ, cực lẩy, quên. Cực thanh, cực lẩy, cực lỗ, chết dở. Cực kỳ bẩy cá, cực kỳ nhanh nổi luôn các nhá. Đấy. Vân hai da con này. Con này sẽ dùng là kim loại nhá. Cái vân trắng trắng này nó sẽ là kim loại này con này. Đấy. Kim loại meta, da cường quấn hai da cho chiếc cần này. Cần này cực kỳ lẩy luôn nhá. Con này là con em đã dùng rồi. Đấy, nó muốn lên đời nên là lên 6m3. Đấy, con 5m4. Và con này bị hụt khoảng tầm 20 phân các nhá. 5m3 còn 5m1 thôi. Con này nếu mà giá đẹp nguyên khoen nguyên bản nó tầm 2,5 triệu. Đấy. Cả hộp nó thì khoảng tầm 3 triệu một cây. Hoặc hơn. Dòng này đang rất đắt các nhá. Ở Nhật người ta đang sang dòng này rất nhiều nhưng rất đắt. Đấy, con này đang bị lỗi nhá, mà lấy các bác là 1,2 triệu thôi để cho bác chơi hạ tay. Đấy, mã 13. Cân nặng này. Cũng khá nhẹ đấy nhá. Nặng 230 g. Ngọn con này giờ là 2 ly. Đấy, mã 13. Hôm nay lên cho bác 13 cây thôi, nên ít ít thôi. Để các bác xem, ưng như nào thì báo em, mà không ưng thì để ngày mai nhá. Hẹn các bác clip tiếp theo. Bye bye.